Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thảm sát chó ở Cà Mau, người chủ muốn tìm luật sư để đòi lại công bằng cho đàn con. Ông Phạm Minh Hùng, chủ đàn chó bị tiêu hủy đã nói với Đài Tiếng nói BBC tại London rằng ông muốn đòi lại công bằng cho những đứa con của ông. Đồng thời, ông Hùng cũng muốn tìm luật sư để hỗ trợ. Từ trong bệnh viện, ông Hùng vẫn khẳng định từ khi đàn chó của ông bị tiêu hủy, ông vẫn chưa được thông tin gì về vụ việc này. Ông nói, tôi không hề được báo gì, không ai hỏi gì tôi từ hôm đến giờ. Nhờ cộng đồng mạng tôi mới biết tin, rồi hai vợ chồng tôi khóc quá trời, không ngủ được luôn. Tôi không muốn tin, đó là sự thật. Tôi phải gọi về để hỏi người ta thì mới nói là tụi nó đem đi tiêu hủy rồi. Rồi lại làm khi nào, ở đâu, tôi đều không biết. Ông Hùng đã nói như vậy. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Hùng và đàn chó mang theo về Cà Mau trước khi chúng bị giết hại. Muốn tìm công bằng cho đàn con của mình. Trên mạng xã hội, một video ghi hình ông Phạm Minh Hùng trong khung cảnh ở bệnh viện. Ông nói rằng, tôi xin phép kêu người thân tôi lại đem chó về nuôi. Sau khi cách ly ra, tôi sẽ nhận lại tôi nuôi. Có một anh công an đồng ý, ghi lại họ tên rồi cho đem về. Nhưng có cô bác sĩ, y tá nào đó tôi không biết là không cho tôi đem về vì lý do chó tôi nhiễm bệnh, làm lây lan sang cộng đồng. Hôm nay tôi làm clip này nhờ đến những người có tiếng nói và luật sư giúp đỡ dùm tôi. Sau khi tôi khỏe, ra sẽ kiếm tụi con tôi và đốt nhang cúng cho nó siêu thoát. Ông Hùng đã nói như vậy trong video. Trước đó, ông đã nói với Đài BBC rằng ông nuôi đàn chó 15 con được khoảng 6 năm, ông thương chúng như thương con. Đàn chó là do chó mẹ đẻ ra chó con, chứ ông không xin ở ngoài. Ông làm phụ hộ ở Long An, mỗi ngày kiếm được khoảng 350.000 đồng. Ông mua thức ăn cho đàn chó hết 100.000 đồng. Từ khi dịch tới giờ, tôi chỉ nhận được 15kg gạo, chứ không nhận được một đồng nào. Tôi đi bắt cá, ốc bươu về cho đàn con của tôi ăn. Khi đàn chó bị tiêu hủy, tôi không hề biết hay được thông báo gì cả. Chỉ có cộng đồng bạn gọi báo, tôi gọi về, người ở khu cách ly nói đã tiêu hủy. Vợ chồng tôi khóc, không thể nào ngủ được. Nhưng tôi không biết làm được gì. Ông đã nói như vậy qua điện thoại với Đài BBC tại London. Trao đổi với phóng viên BBC, ông Hùng cũng cho hay tình hình sức khỏe của hai vợ chồng ông không tốt. Mấy bữa trước ông đã phải thở oxy. Ông Hùng muốn tập trung điều trị COVID trong khu cách ly. Do đó, ông mong muốn cộng đồng trợ giúp đòi lại công bằng cho đàn chó của ông trong thời gian ông điều trị. Khi được hỏi về việc nhiều người đang ký thỉnh nguyện thư kêu gọi công bằng cho đàn chó của ông, ông Hùng khẳng định với Đài BBC rằng tôi đương nhiên là muốn đòi lại công bằng cho đàn con của mình. Đây là hình ảnh kiến nghị thư online đã có trên 170.000 chữ ký yêu cầu Việt Nam chấm dứt nạn giết chó mèo trong dịch COVID-19. Theo đó, một kiến nghị thư đã được hơn 170.000 chữ ký tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2021 kêu gọi chấm dứt hành động hủy chó này và phải có những người đứng ra chịu trách nhiệm. Và luật sư đã nói gì về điều này? Theo luật sư Phùng Thanh Sơn, việc tiêu hủy động vật là trung gian truyền bệnh, là một biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng dịch, được quy định tại điểm C khoản 1 điều 50 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Theo đó, động vật là trung gian truyền bệnh sẽ bị tiêu hủy. Luật sư Sơn dẫn ra quy định tại điểm B khoản 4 điều 12 của nghị định 117. Theo đó, hành vi được đưa ra khỏi vùng có dịch thuộc nhóm A của những vật phẩm, động vật, thực phẩm và hàng hóa khác có khả năng lây nhiễm, truyền dịch bệnh sẽ phải chịu mức phạt tiền tới 20 triệu đồng tới đến 30 triệu đồng, đồng thời bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là tiêu hủy. Và thực tế, chủ sở hữu đàn chó bị tiêu hủy là có kết quả dương tính với COVID-19, vì vậy không loại trừ khả năng đàn chó cũng đã mang các tác nhân gây bệnh COVID-19. Nếu người khác có hành vi tiếp xúc như vuốt ve, ôm nựng hoặc bị đàn chó liếm thì hoàn toàn có khả năng nhiễm bệnh. Đàn chó có thể bị liệt vào động vật trung gian truyền bệnh và phải tiêu hủy nếu cơ quan y tế xét nghiệm cho kết quả đàn chó mang tác nhân gây bệnh. Do đó, theo tôi, nếu cơ quan chức năng có bằng chứng chứng minh đàn chó này mang virus corona-19 và có khả năng truyền bệnh thì việc tiêu hủy là đúng theo quy định ở hiện hành. Ông Sơn đã nói như vậy với Đài Tiếng nói BBC. Tuy nhiên, ông cũng chất vấn tính phù hợp của pháp luật. Ông nói tiếp, Bộ Y tế hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn các biện pháp xử lý
khác đối với động vật trung gian truyền bệnh. Theo tôi, bất cập hiện nay là nằm ở luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Đây là hình ảnh đàn chó được chủ mặc áo mưa như người khi di chuyển trên đường mưa ướt. Luật chưa có sự phân biệt giữa động vật trung gian truyền bệnh và thú cưng của động vật trung gian truyền bệnh không phải là thú cưng. Luật cũng không quy định về điều kiện và trình tự tiêu hủy động vật trung gian truyền bệnh. Chính những điều này tạo sự tùy tiện cho việc xử lý đối với động vật là thú cưng khi tiếp xúc với người bị nhiễm COVID. Còn luật sư Đặng Đình Mạnh thì nói với đài BBC rằng về nhân sự, phát sinh trách nhiệm của người gây ra sự việc phải bồi thường tổn thất vật chất và tổn thương tinh thần cho người bị thiệt hại. Đồng thời, về trách nhiệm hình sự cũng phải xem xét căn cứ vào giá trị tài sản bị thiệt hại thông qua quy định giá tư pháp. Hành xử sai gây thiệt hại thì phải khắc phục bằng cách bồi thường và xử lý người làm sai. Trong trường hợp chính quyền chỉ nhận sai mà không thực hiện việc khắc phục thì người dân nên chủ động tiến hành thủ tục yêu cầu, bồi thường và xử lý. Cũng theo đó, luật sư Mạnh gợi ý ông Hùng có thể lựa chọn thủ tục khiếu nại hoặc tố cáo việc vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vì theo luật sư, việc chính quyền nhận sai về tương quan là mặt thuận lợi cho người dân quyết định theo đuổi khiếu nại hay tố cáo. Câu chuyện nổi tiếng thế giới về vụ việc chính quyền Cà Mau tiêu hủy 15 con chó và một con mèo không chỉ gây xôn xao dư luận xã hội Việt Nam mà còn thu hút được sự chú ý của truyền thông quốc tế trên thế giới. Một hãng thông tấn từ Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, Đức đã đăng tải những thông tin vụ việc này và người dân trên thế giới rất ngạc nhiên với việc Việt Nam đối xử như vậy với thú cưng của những người nuôi. Trên các trang mạng xã hội tiếng Anh, những giờ qua nhiều người đã chia sẻ tin Việt Nam tàn nhẫn giết chết 15 con chó hoặc 15 con chó vô tội bị đánh đến chết ở Việt Nam. Đây là hình ảnh châu Âu đăng bản tin trên báo bằng tiếng Bỉ hôm 10 tháng 10 ghi tựa đề 13 con chó bị giết ở Việt Nam vì chủ nhân cho kết quả dương tính, tàn nhẫn và vô đạo đức. Trên đài BBC News, bài viết có tựa đề Người chủ đau khổ vì 15 con chó bị giết trong dịch COVID đăng tải hôm 14 tháng 10 cũng gây ra sự chú ý rất lớn. Đài BBC tiếng Hàn, tiếng Indonesia và tiếng Thái cũng dịch lại bài viết này. BBC tiếng Hàn, tiếng Indonesia đã đưa tin về việc 15 con chó bị tiêu hủy ở Cà Mau, Việt Nam. Và đài BBC tiếng Việt cũng ghi nhận những bình luận như đau lòng, mất ngủ, tàn bạo quá, cai trị độc ác là những từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong các bài viết về vụ việc kinh hoàng này. Trước đó, hình ảnh vợ chồng ông Hùng chở những chú chó trên xe máy chất lỉnh kỉnh đồ đạc như quạt, nồi cơm điện, vân vân cùng đàn chó lớn nhỏ hơn 15 con để về quê tránh dịch cũng được chia sẻ rất nhiều trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Dân mạng đã vô cùng xúc động trước tình cảm vợ chồng này dành cho những chú chó, những hình ảnh đàn chó được trùm áo mưa và ngồi trên đùi ông Hùng cũng được chia sẻ tràn ngập trên mạng xã hội khác nhau. Bên cạnh đó, cũng có luồng ý kiến cho rằng việc tiêu hủy đàn chó là không thể làm khác được vì đội ngũ bận chống dịch. Đàn chó chạy rông trong các khu cách ly gây sợ hãi cho nhiều người. Tờ báo Thanh Niên dẫn lời ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời nói như sau. Lý do vì sao chúng tôi không cách ly dài ngày đối với đàn chó này thì vẫn là quan điểm chống dịch là trên hết. Đây là hình ảnh vào hôm 10 tháng 10, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời khẳng định tại cuộc họp báo việc tiêu hủy đàn chó là cần thiết nhằm đảm bảo phòng chống dịch. Sự lây nhiễm, chống lây nhiễm là việc trên hết, vấn đề tiêu hủy nhận được đồng tình của bà con. Bà con mừng lắm, nếu không khéo thì đàn chó này chạy ra bên ngoài hay cắn người nào đó. Trong khi chủ thì nằm điều trị ở bệnh viện, không ai chịu trách nhiệm về hậu quả. Ông Công đã nói như vậy tại buổi họp báo. Và bây giờ chuyên gia y tế đã nói gì về điều này? Tuy nhiên, trao đổi với đài BBC, tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ thuộc Viện Nghiên cứu tại Mỹ kiêm cố vấn khoa học nói về vụ tàn sát đàn chó là vô đạo đức và lố bịch vì không có hướng dẫn nào quy định vật nuôi phải bị tiêu hủy nếu chủ bị nhiễm bệnh. Không có bằng chứng khoa học nào về chó và mèo có thể là trung gian truyền bệnh COVID sang người. Tuy nhiên, những người bị COVID đôi khi có thể lây cho chúng. Ông Vũ đã nói như vậy. Chuyên gia dẫn nghiên cứu ở Texas đã tiến hành thử nghiệm trên 76 con chó và mèo từ 39 hộ gia đình có bệnh nhân COVID, phát hiện ra 3 con mèo và 1 con chó đã bị nhiễm bệnh. Các con vật thường không có triệu chứng hoặc chỉ biểu hiện ở các triệu chứng rất nhẹ, tất cả đều hồi phục nhanh chóng. Tiến sĩ Vũ đã gợi ý rằng có nhiều cách để xử lý vụ này
chẳng hạn như cách ly riêng đàn chó ra, nhốt trong lồng, liên hệ với thân nhân của người chủ hoặc nhờ một tổ chức xã hội chăm sóc chúng cho đến khi chủ khỏi bệnh. Nhận xét với đài BBC, một nhà quan sát tại Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng chính phủ Việt Nam đặt ưu tiên cao nhất là cuộc chiến chống lại virus. Những khẩu hiệu thời chiến được đem ra dùng như chống dịch như chống giặc đã đặt cả xã hội vào trạng thái chiến tranh. Trong cuộc chiến hăng máu đó, những chú chó ở Cà Mau chỉ là vật hy sinh bé nhỏ cho đại cục chống dịch. Và giờ đây, 15 chú chó bị giết hại này cũng là một vấn đề rất lớn trên thế giới. Nó sẽ tiếp tục tồn tại và vết nhơ cho Việt Nam trong quá trình chống dịch của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 10 năm 2021 với bản tin Thảm sát chó ở Cà Mau, người chủ muốn tìm luật sư để đòi lại công bằng cho đàn chó. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.